hôm nay vào bếp mình làm món gì cho con sushi nhà mình nó ăn đây? Hay con bé thật là kén ăn. À, hôm nay có cà rốt với bắp cải, mình sẽ làm gỏi đi. Cho một chút bơ và sữa vô thì chắc chắn rất là ngon nè. Con bé nó khoái ăn ngọt và béo. Mẹ ơi, cho con đi chơi một lát, con về nha mẹ. Con đi đâu? Nhưng mà hôm nay con muốn ăn gì để mẹ làm cho. Thôi, ăn gì cũng được mẹ ạ. Thôi con đi đó, bye bye. Hay, cái gì con ăn cũng được, mà mỗi lần làm lên là nó chơi ổng chơi ẹo, thiệt là khó chịu, con với cả cái. Thôi thì mình cứ nấu theo sở thích của nó đi. Lên ăn cơm thôi Sushi ơi. Dạ, hôm nay mẹ làm món gì vậy mẹ? Có ngon không? Mẹ làm salad trộn. Mẹ thấy dạo này con than á là bụng con to con béo ra, cho nên mẹ làm rau cho con ăn cơm, ok không? Thôi thôi thôi, trời ơi mẹ nghĩ sao con còn bé thế này. Mẹ phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con chứ. Nghĩ sao mẹ lại cho con ăn salad trộn? Đó là mấy món chẳng hạn như là để cho mẹ ăn, để mẹ giảm mỡ bụng, giảm eo, mẹ giảm cân. Còn con hả, tuy là con có hơi béo nhưng mà con không có thích giảm cân đâu. Thôi mẹ làm cái khác cho con ăn đi. Với con nhỏ này, vậy tại sao hồi trưa mẹ hỏi con ăn gì để mẹ làm thì con không trả lời? Thôi được rồi, bây giờ con muốn ăn gì nè? Thôi thì mẹ chiên cho con một cái trứng ốp la chẳng hạn, hoặc là một cái bánh ngọt. Thôi được rồi, à thôi làm cho con một cái bánh ngọt nha. Ủa, con ăn trưa ăn bánh rồi làm sao mà no? Thì kệ con đi mà mẹ, không sao đâu, con bé thế này con không có sợ ốm đâu. Mẹ mau làm cho con một chiếc bánh ngọt là được rồi. Vậy con ngồi đây đợi mẹ một lát. Ủa Sushi, mẹ con có nhà không? Ủa cô Lan đó hả? Dạ mẹ con có nhà, mẹ con xuống dưới bếp làm bánh cho con ăn rồi. À, con thích ăn ngọt. Cô á, cô biết nè, cô có mua qua bánh cho con đây. Cô có mua trà sữa nè, kẹo nè, con ăn đi, con thích không? À, thôi, con không ăn ngọt đâu. Trời ơi, ăn ngọt á sẽ làm béo lắm, rồi rải sâu răng nữa. Thôi con không ăn đâu cô ơi. Cô đem về cho con ăn đi. Ủa, bà mới qua chơi hả? Đây, bánh ngọt của con, mẹ làm xong rồi đó, con ăn đi. Ủa, vậy mà hồi nãy á, con tôi mua kẹo với lại trà sữa qua cho nó, nó lại bảo là nó không ăn ngọt, nó sợ béo. Mà bây giờ bà lại đem làm bánh ngọt cho con bé hả? Đúng rồi, tôi làm salad trộn cho nó ăn, nhưng mà nó chê, nó bắt tôi phải làm cho nó một cái bánh ngọt như thế này nè. Trời đất ơi, cái con nhỏ này, rốt cuộc là con muốn ăn cái gì đấy hả? Con không biết nữa, nhưng mà con cảm thấy á, tự nhiên miệng con không còn ăn ngon lành gì nữa hết trơn á. Thôi cái bánh ngọt mẹ với cô ăn đi nha, con cũng không có ăn đâu. Trà sữa mẹ uống giùm con luôn đi. Bây giờ con phải đi chơi rồi. Đó, cái con bé nó nhà này nó là vậy đó. Đồ ăn thức ăn đồ á, tôi mua đầy tủ lạnh thế kia mà nó không có chịu ăn em ơi. Nó kén tới kén lui, thiệt nó bực mình hết sức. Ừ, con nít bây giờ kiểu như sung sướng quá rồi hay sao á. Nó chơi lên chơi xuống, chán thiệt sự luôn á. Con người ta thì không có mà ăn. Ủa, bé Lan, con qua đây có việc gì không? Dạ không. Con đứng ở ngoài cửa, con thấy mấy cái bánh ngon quá cho nên là con chỉ nhìn thôi. Con không có ý gì đâu ạ. Bây giờ con đi về. Khoan. Thôi, dù gì thì con gái của cô nó cũng chẳng ăn. Thôi, để cô lấy bịch, cô đem về cho con nha. Con cứ để mà ăn. Thiệt không cô? Thiệt chứ. Mai mốt con mà có muốn ăn gì thì cứ qua cô nha, cô sẽ cho con. Dạ, con cảm ơn cô. Cô thiệt là tốt bụng. Đó thấy chưa? Người ta thì thiếu ăn lên, con bé này nó tội lắm. Cha mẹ mất ở với bà ngoại, bán rau thì bữa được bữa không, đói khát tội nghiệp lắm kìa. Mà con cái nhà này có ăn á mà cứ chơi lên chơi xuống, tụi chán chẳng muốn nói. Ừ, mà thôi, chị coi làm việc nhà đi, em đi về trước nha. Ừ, vậy thôi em về đi. Con đi chơi về rồi mẹ ơi. Đó, không ăn bánh thì ăn trái cây đi cho nó tốt. Trái cây ăn đẹp da nữa, với lại nhiều vitamin. Trái cây hả? Thôi con không ăn đâu. Trái cây bây giờ toàn là thuốc hóa học, thuốc trị sâu không à, ăn vô chết sao mẹ. Con không ăn đâu. Cái con bé này mẹ đã rửa sạch và ngâm nước muối, làm gì mà có vi khuẩn, nó sâu xi thuốc trừ sâu gì ở đây. Ăn lẹ đi, con đừng có nói nhiều. Riết nó rồi chẳng ăn uống gì hết trơn luôn á. Mẹ làm cái gì con cũng chê hết. Thì tại vì con không muốn ăn mà. Được rồi, con không ăn chứ gì. Con chắc chưa? Vậy từ nay mẹ khỏi làm bữa ăn cho con nha. Dạ, con chắc chắn. Mẹ không cần làm đồ ăn cho con chi đâu, phí lắm. Mẹ cứ làm đủ phần cho mẹ với ba ăn là được rồi. Con nhịn đói, không sao hết trơn luôn á. Đồ ăn, con thấy món nào con cũng ớn hết. Rồi, được rồi, như vậy thì mẹ sẽ đỡ cực hơn. Thôi, còn bây giờ con muốn làm gì thì làm đi nha. Từ bây giờ, mẹ chỉ làm cho mẹ với ba thôi. Còn con á, có đói thì ráng mà chịu. Trời, mẹ yên tâm đi, con chẳng có đói đâu. Hay, chán quá. Hay là mình kiếm gì ăn đi. Tự nhiên bụng mình nghe cồn cào quá. Nhưng mà, không biết ba mẹ có làm đồ ăn cho mình không? Tại vì mình lỡ dặn mất rồi. Mà thôi kệ, cứ xuống kiếm ăn đi cái đã. Wow, đúng là mẹ thương mình nhất. Mẹ thì nói vậy thôi, chứ mình biết chắc chắn là mẹ sẽ luôn chuẩn bị
bị đồ ăn cho mình sẵn mà. Ôi công nhận lúc đói nhìn nó thèm gì đâu luôn á. Ngon quá, xúc xích chiên nè. Mình chưa bao giờ ăn xúc xích nhưng bây giờ mình cảm thấy nó thật là ngon. Nè, con làm gì đó, bỏ xuống, đây đâu phải là phần của con. Ủa, chứ là của ai nè? Lan, con vô đây. Dạ, thưa cô. Con đợi cô một lát, cô sẽ lấy bịch bỏ đồ ăn cho con. Nè, Sushi, con bỏ cái dĩa xúc xích xuống cho mẹ nhanh lên. Ơ, sao mẹ lại đem đồ ăn cho người ngoài? Con cũng đói, con cũng muốn ăn mà. Con quên, con đã nói với mẹ là con không có. Từ nay mẹ không cần phải làm đồ ăn cho con được cơ mà. Bỏ xuống, đây là phần đồ ăn mẹ làm cho Lan. Ơ, tại sao mẹ lại phải làm cho nó? Trong khi đó, nó không là cái gì hết. Mẹ để con gái mẹ nhịn đói sao? Con cũng biết nấu như vậy nữa hả? Con á, con quá là đầy đủ đi. Thức ăn, bánh trái, thậm chí là nước ngọt, kem, kẹo mẹ để sẵn hết trong tủ lạnh. Vậy mà con cứ chê kén. Mỗi ngày á, mẹ thay đổi cái menu ăn của con á, mỗi ngày một món. Thế mà con cũng đành chê. Con nhìn á, Lan đi, con bé á, nó muốn á, ăn những cái món ngon như con không có mà ăn nữa. Còn con á, thì cứ chê lên chê xuống. Đã vậy rồi á, thì mẹ không phải tốn công tốn sức suy nghĩ nặng đầu nặng óc để biết và hôm nay mẹ phải nấu món gì cho con. Bây giờ á, mẹ chỉ cần hả, con hô lên thôi là hả, con bé Lan nó đã rất là vui mừng vì đã có được đồ ăn rồi. Còn con á, sơn hào hải vị, món gì cũng có, nhưng con lại chẳng thèm. Đúng rồi, mẹ của cậu nấu ăn ngon lắm. Mẹ của cậu là một người tốt bụng. Nhờ mẹ của cậu mà mấy bữa nay bà cháu mình không phải đói. Trời mưa lớn, rau đường nó cũng hư hết, đâu có bán được mà có tiền ăn đâu. Cậu thật là hạnh phúc khi có một người mẹ nấu ăn giỏi và ngon như vậy. Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết là con đã sai rồi. Từ nay con sẽ không chê nữa. Mẹ nấu cái gì con cũng sẽ ăn hết. Ừ, nếu mà con hiểu ra được như vậy á thì tốt. Lần sau con không được như vậy nữa biết chưa. Biết bao nhiêu bạn trẻ, bạn nhỏ ở ngoài kìa, đói khát không có mà ăn. Còn con á, có con còn chê lên chê xuống. Dạ, con xin lỗi mẹ. Mà nè, Lan ơi, khi nào mà cậu muốn ăn đồ ăn ngon thì cứ qua nhà tìm mẹ mình. Mẹ mình sẽ làm cho cậu nha. Ừ, biết rồi, mình cảm ơn. Ừ, cậu, con cảm ơn cô nhiều lắm. Bây giờ con phải đi về. Ừ, vậy con về đi. Ta ra, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì các em thấy đó, nói chung đó là khi chúng ta sung sướng quá thì đâm ra chúng ta sẽ sinh tật giống như là cái cô bé Sushi ở trong đây. Còn rất là nhiều hoàn cảnh những bạn nhỏ đói khát không có mà ăn á. Cho nên là chúng ta đừng có bao giờ hoang phí đồ ăn hay là chê bai thức ăn nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện sau.